Em nhá, thì chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì clip ngày hôm nay chúng ta cùng giao lưu với clan Lion Deer Die. Clan này có vẻ mới đấy mọi người. Thì hôm nay mình có thằng cu em nó nhờ on cho nó để lấy cái phần quà cựu binh nhé mọi người. Thì mình vào mình lượn lượn thì thấy clan này đẹp quá. Lại quay clip hộ đang cho mọi người coi chơi nhá. Clan này nghe về căng nhờ. Clan này mới lập phía sau á. Chưa gặp bao giờ luôn. Chả mới. Chà, bắn căng nha. Cái lick này của em mình thì nó hơi cùi mọi người ạ. Cái này của em mình nó hơi cùi. Ôi, bắn tạm con Barret vậy. Barret này vừa mới nhận luôn mọi người. Vào online điểm danh cho nó phát sinh cái XP. Ui, ma đục gớm vậy. Ai chà. Căng căng căng. Được đó đấy. Nước B có thằng đấy. Tem bên kia nhìn chung có vẻ là nhỉnh hơn tem này đấy. Úi giời, bắn thế thì ai mà đỡ được. Nhảy lên cái mà slap chết luôn thì ai mà đỡ. Rồi xong luôn. Hành đây rồi, hành đây rồi. Chơi chơi mà ăn quả hành như này. Tại này chắc chắn là căng đấy. Nhìn thấy em bên kia nó bắn thế kia cơ mà. Cầu A có ai không? Đấy, nước B này. Không thằng giống bé. Hay quá nhờ. Ngang phèo ngang phèo. Rồi tuyệt vời luôn. Quá phê. Mở bát hai hiệp đầu tiên thì hai bên có vẻ khá là cân, một đều. Cái lick này của em mình nó không có súng gì cả, mà được mỗi con Barret rồi đó. Kể ra mà nó có con súng gì nữa ngon ngon thì mình vào mình test đấy, nhưng mà khả năng cái tem này thì phải bắn Barret M200 rồi. Nước B, nước B, nước B. Bên kia bắn căng đấy. Má bật ra cầu A bắn viên một. Niệm rồi, trận này niệm rồi anh em ơi. Đây nhá, nguyện vọng của anh em mình nhá, cứ thích tìm cái room mạnh, cái room nhiệt để chơi. Dạo này già cả rồi, bắn hũ lại mấy thanh niên này. Đục à? Ai chả? Ai à? Mà ngồi đây cũng nguy hiểm không ta? Thôi liều vậy, liều thì ăn nhiều. Ngồi đâu, ngồi đấy biết đâu nó giạt ra thì mình lại liếm luôn. Còn đen thì bị nó đục hẹo. Rất nguy hiểm cái nước B này. Này cuối B có thằng này. Đặt đấy. Này có thằng cuối B này. Không biết nó nhìn thấy mình chưa ta. Đầu ai hả ma kìa. Ui chết hết thế. Đúng rồi. Má mình kê lì cái thằng cuối B mà nó đéo ra luôn anh em ạ. Má lì thật sự luôn ấy. Mình đã bỏ hai thằng đầu A rồi đó. Bỏ hai thằng đầu A để bắt cái thằng cuối B rồi mà nó không ra. Chịu ơi, biết làm sao bây giờ. Lỡ ngỡ nhiều lúc mẹ kê vừa bỏ tâm cái thì nó giặt ra. Kê lì thì nó cũng kéo ra. Hảo ma thật. Có lên, 30 chưa phải là Tết anh em ơi. Mới mẹ 1-2 round đầu tiên anh em ạ. Để cho lắm bắt tình hình tem địch nó đi hướng nào, hiểu không? Cầu A, hẻm B hai thằng. Ok, để hết đó. Rồi bắn cái hẻm A đi, rồi bắn cái cuối B cho. Mình vào hay là mình đang lắm bắt xem là tem địch nó đi hướng nào để anh em mình còn có những cái tình huống mà xoay chuyển. Cuối B chết một thằng này. Đấy cầu A. Đấy trời. Quá dữ, quá dữ. Chính ra là chơi mấy cái lick cùi cùi như này mình cảm giác lại ok ấy mọi người. Chơi mấy cái lick cùi cùi này sẽ cảm giác nó còn có cảm xúc hơn là chơi mấy cái lick ngon ngon vip vip. Cầu A vẫn bay hai thằng này. Cố lên nha anh em. Hẻm A vẫn còn thằng nữa. Ơi 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 ơi, B lại B lại B lại. Đúng rồi. Đúng rồi, về B đi.
Tôi bắn cái A cho. Ôi giời ơi, tính là sơi tôi rồi. Đã lên đầu A thì nhanh thật, vừa bỏ cái tâm quay đến hướng hướng B. Đấy, nước B có thằng kìa. Nước B có thằng thì phải đúng không? Ai? Trong cầu rồi, trong cầu rồi. À, nước B thật, nước B thật, nước B thật. Cover me, cover me. Té 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 té. Té liền anh em ạ. Hay quá. Vẫn cứ là ngang phèo anh em ơi, ba đều. Bắn ở những cái room mà nó nhiệt như này thì mình không công láo được. Thứ nhất là súng ống không có. Thứ hai đó là họ bắn tốt nữa. Thực ra là không công láo được kin nên nó cũng chậm nha mọi người. Không anh em cứ xem mấy cái clip ở những cái phòng bình thường xong anh em lại bảo là sao bắn ít kin thế, chết tôi ấy. Phòng nhiệt nó khác với phòng bình thường nha. Ở nước kia. Ô, nó ngay ở cái dốc nước đầu xe nhà mình này. Ui trời ơi. Để nó làm ba bốn thằng thế kia là hỏng rồi. Anh em bắn thế là hỏng rồi. Trời ơi đông thế, còn không cả kịp delay luôn ấy. Khó rồi. Đang rượt đuổi nhau từng round đấu một. Mà cứ thằng bay thằng giạt, thằng bay thằng giạt bắn khó chịu thế nhở. Cái cầu A này mà cứ một thằng bay bay qua xong một thằng giạt ra bắn á. Ây, căng đấy. Hẻm B. Cố lên. Tem mình nhìn chung có vẻ hơi mong manh. Nhìn cảm giác ở trông bẩn bẩn vãi. Sợ là không win được ấy. Úi dồi ôi, tem bên kia thằng nào nó bắn cũng gớm. Ui xong luôn. Ồ, cái ông chữ lằng ngoằng bên mình với cái ông chữ lằng ngoằng bên kia, hai ông nhìn giống nhau thế. Anh em nhìn thấy không? Hai ông nhìn giống nhau vãi. Nhưng mà cái thanh niên chữ lằng ngoằng bên kia bắn tốt hơn bên mình. Ra nước B canh nhảy anh em ơi. Để bọn này ép nước là chết tôi đó. Để bắt cái cầu cái nào. Bọn này đi cầu cái này là căng ấy. Căng đòn ấy. Đấy, thằng chữ lằng ngoằng bên kia nó bắn tốt hơn bên mình. Em B1 này. Ui ông kia chết cầm cái rìu kìa. Ông tay ông vẫn cầm cái rìu luôn. Sai. Hai này đâu ta? Có khi nào thẩm du thần trưởng không ta? Bên kia mạnh nhất mà sao lại thẩm du nhỉ? Lên đi chứ. Ờ cuối B có thằng này. Đâu rồi ra đây. Ờ nó ở bên kia chị. Ừ không ông nào báo bên trái ạ. Cuối bên trái, cuối bên trái. Mình tưởng bên phải cơ. À, nhà nó đấy. Úi dồi ôi. Đúng cái bài đưa tâm đấy. Đúng cái bài đưa tâm thần trưởng. Lâu lâu mà về hội hoa đăng mà vẫn thấy anh em nhiệt như này là ok rồi đấy mọi người ạ. Cảm giác game vẫn là ok, vẫn cứ là easy. 10 round đấu trôi qua rồi, chúng ta mới được có 13 mạng thôi anh em ạ. Hơi căng, hơi căng. Nó ngang ngang kèo này là đẹp. Nó cứ ngang kèo này giành giật nhau từng round đấu một thì cảm giác là game nó sẽ cuốn hơn. Cuốn hơn là anh em mình so phát. Em chơi so phát thì nó hơi căng nhỉ. Này. Ấy, thế mà không trúng kìa. Hay nhà nó vậy. Đúng không? Nhà nó đúng rồi, nhà nó, nhà nó. Ủa, quả C4 đây luôn này. Thẩm du kỹ thế nhở. Ra đây nào người anh em. Đúng rồi, men lên, chơi đi. Hay quá.
Thế mà vẫn ké cân kèo anh em ạ. Thế mà vẫn cân kèo. Mình tưởng đâu cái tem kia sẽ vùi dập tem này. Nào, pháo gaming anh em ạ. Tính bay cầu A với tôi hả? Hay quá. Bên mình có thanh niên là Nguyễn Văn Híp kìa, bắn cũng được kìa. Ai rồi. Ôi ông pháo ông ao rồi. Pháo 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 gaming ao rồi mọi người. Cú B còn là ông ta. Cầu A một. Ok để cầu A bỏ bỏ bỏ. Nhưng mà cú B lý ấy nhỉ. Khả năng thủ nhà mọi người ạ. Nghĩ khả năng cao thủ nhà. Bây giờ tem đẹp vãi mà không thấy nhiệt lắm. Cũng có thể là họ bắn 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 căng. Cũng có thể họ họ bắn kiểu chắc bài. Chứ mình nhìn cái tem BL đẹp lắm đấy. Đây. Anh em cứ bật ra cái cầu canh trước. Bật ra cái cầu canh trước. Đây. Kiểu gì chẳng có thằng bay qua đấy. Kiểu gì chẳng có thằng bay qua. Ui. Hay quá nhở. Ông tem mình nó bắn cũng được. Tem kia bắn được nhưng tem mình bắn cũng được. Nào. Nhấp nhấp cái đầu, nhấp nhấp cái đầu. Có bờ ơi, để nhảy nước cái nào. Cuối B có ai không? Em A này. Hay đấy. Chính ra tem mình bắn hay chứ. Chứ không phải không hay đâu. Tem mình nó bắt người mà nó đổi người tốt thế kia thôi mà. Lúc B, lúc B, lúc B. Hay, lúc B liệm luôn rồi. Liệm, 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 liệm. Này đâu ta? Đừng nói thẩm du nhà nhé. Ơi mẹ hẻm A, cầu A, cầu A. Cầu A cẩn thận nó về nhà đấy. À nhà này. Ui. Được có nó nhờ. Có khi nào 6 đều không ta? Ui đấy, bình tĩnh, bình tĩnh. Hay quá. Vẫn sửa sai được. Chứ quả đấy mà mít nữa thì quê lắm đấy. Bên mình có thanh niên gen 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 Z kia bắn cũng được này. Bắn cũng gánh kèo, cũng ngang kèo luôn đấy. Ui. Sắp đôi luôn mới chịu. Cẩn thận em B. Lúc B, lúc B. Ui, ông đồng đội mình. Má nó bắn mình thế mà không cover được. Chết đấy. Nó bay chứ còn gì nữa. Nghe phốt nhảy lên thùng là biết nó bay rồi. Ui đổi bên. Căng vậy. Hai bên đều 7-6. Đây anh em thấy đấy. Phòng nhiệt bắn nó căng không. Bắn nó ít kin vãi. À chết luôn. Hẻm B đầu hẻm B 2-3 thằng này. Hay quá. Dẫn trước hai đào rồi, dẫn trước hai đào rồi, cố lên anh em ơi.
Qua bên đây là tôi trông chờ anh em hết đấy. Đấy, cầm bà đen ép cái nước luôn. Cho à sợ. Bắn này. B không thấy gì đây. A này. Chủ. Hai anh em bắn ác vậy. Ủa. Ăn được đúng mỗi thằng ạ. À? Anh em bắn ác thật sự luôn đấy. Đỏ bây giờ là anh em lên tay quá nhiều. Chù. Cái đầu B lúc nào cũng tầm 3-4 thằng không à. Khó chơi. Thanh niên chứ là ngóng kia bắn tốt nhờ. À, rất là bắn ạ. Khó rồi. Rồi thua rồi. Hai ông thủ của B này hơi tù. Bên kia có hai người gánh, bên này cũng có hai người gánh. Cuối B này, gặp này. Gặp này. Úi giời. Mình vẫn có một cái linh cảm gì đó là trận này thua quá ta. Vẫn có linh cảm anh em ạ. Anh em phải thừa biết rằng mẹ cầm ba Z mà đẩy thế này là quá kinh khủng ấy. Úi, mẹ đứng đông vậy. À, cái A đứng đông quá ấy, trưởng. Ôi, 8 rồi. 89 rồi, 89 rồi anh em ơi. Ó. Cần. Cố gắng trận này lấy 30 xác là đẹp. Còn mấy round nữa, còn 6 round nữa. 6 round nữa lấy được chục mạng ta. Mong rằng là lấy được. Chứ cái tem này cũng chưa biết được. Cái lúc mình đi hiểm B thấy cái đầu B đông lắm mà ta. À, đi nước B lên thì đéo thấy thằng nào, thấy mỗi thằng ạ. À. Ai, AB này. À. Ẩn với chúng tôi. Hay quá người anh em. Đầu A. Phải không? Mình cứ kê đây cho chắc bài. Cái tầm vừa nãy mà đi từ AB ra thì khả năng là mình liệm. Nó kê từ đầu A nó kê về AB rồi. Sau bao nhiêu năm mấy con ba đét cá mập này nó vẫn cứ ok anh em nhỉ. Lâu phết đấy. Cá mập ra lâu lắm này. AB AB AB. Ai. Không nói nhiều, trận này win rồi. 11 round đến nơi rồi đây nè. Đấy, lâu lâu về có trận nhiệt như này bắn nó mới thích nè. Quá phê, quá phê. Chính ra là đợt này mình định kiểu đăng những cái clip danh lên kênh Hồ Điệp Tiên Tử này nè. Tại vì đợt này không có ra clip đều đều ấy. Với lại cái lương ở YouTube nó không còn nữa. Bây giờ YouTube nó không có lương. Thành ra là cũng lười làm. Nó cứ làm nên ai xem thì xem nhé mọi người. Mình cứ làm, mình vẫn cứ làm đều đặn đi. Ai xem thì xem. Đây.
Ây, chạy đi đâu? Thanh Mai, Thanh Mủng. Ui, 30 xác rồi. Dư chỉ tiêu rồi anh em ơi, dư chỉ tiêu rồi. Đâu ai hẻm A bay qua hai thằng này. Hình như là làm xuống một thằng rồi. Mới bay qua một thằng thôi. Bắt cái nước B của thằng nào nhỏ nhỏ cái đầu cũng B ra. Lên 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 lên. Mấy cái trận đấu như này ăn được thằng khó khăn ghê ta. Có một thằng ở nhà mình nhá. Mà mỗi round được một thằng đấy mọi người. Phải nhà ông ta. Thằng nhà chết chưa nhỉ? Lúc mình thấy một cái chấm đỏ đi từ cầu A về nhà mình vậy đó. Thằng này đâu nhỉ? Nghi lúc ở trong B quá. B đã trách méo đâu. Lên đi lên đi lên đi. Mười ba round rồi, cố lên, chốt sổ rồi, chốt sổ rồi. Rồi mới lại làm hơn 30 mạng là cũng đẹp rồi. Ấm ấm như con lốp. Mới đầu nghe chừng là có vẻ căng đấy. Tí để hiểu. Nước B1, nước B1. Chốt sổ đâu đây? Ây à. Ui lộ, 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 lộ. Ui giời. Cái làm kia ao hết từ bao giờ ấy nhỉ? Mà tập trung bắn quá, anh em ao từ bao giờ chả biết. Cái làm kia đi đâu hết ra? Nước trên này. Ây da, à, đây em quy bê rồi. Bây giờ mà thua ngược nữa mới nhục này. Bây giờ mà đúng là kiểu đúng chất kiểu thua ngược nữa mới nhục này. Đấy. Bắn được của nó chứ. Ây giả, má ok, kêu chơi dao luôn ạ. Chém luôn. Ép được, ép được. Đứng thủ nhà này không ăn thua lắm. Bên mình một round, bên kia nó còn 3 round nữa cơ. Em lên đi anh em, tôi lên nước A đây. Ấy, cốt đâu? Lại là Nhi Leva. AB AB AB. Má cố lên anh em ơi. Má để lên 12 round, 13 round đều là thôi ấy chứ. Nghỉ nhá. Má để lên 13 round đều là chỉ có tỷ lệ thua cao lắm. Mấy cái tem này anh em không ép. Nó ép chung mình thì ngon rồi. Cả đoạn AB đấy. Chắc kỹ cái B với AB thôi. Giờ nó không chạy đi đâu đâu. Đấy, trong B kìa. Đâu ấy cái sai đâu. Ok, cái clip của mình chắc là cũng sẽ kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau. Bye bye.